Ngày hôm nay thì mình cũng nói về cây dưa leo. Chủ yếu cái video này mình góp ý cho bạn Dũng Nguyễn gì nè. Bạn Dũng Nguyễn hỏi mình cái cách trồng dưa leo á, thì mình cũng xin góp ý cho bạn như sau. Đối với dưa leo á, chúng ta trồng nó khi mà cái cây dưa leo của chúng ta được khoảng 7-8 ngày tuổi đến 10 ngày tuổi, thì chúng ta cái cử ngừa bệnh của đầu tiên của chúng ta đó chính là ngừa cái bệnh lở cu rễ cho nó. Thì đối với mình ở đây mình làm á, thì chúng ta chỉ việc sử dụng cái thằng Aliot của công ty Bayer để chúng ta phun xịt cho nó thôi. Một gói Aliot chúng ta xịt được khoảng 2 bình 20 lít nghe các bạn. Và chúng ta xịt nó khi nó được 10 ngày tuổi. Nghe các bạn, từ 8 đến 10 ngày tuổi thì chúng ta phun xịt cái cử Aliot đầu tiên. Sau đó cách 6 ngày sau, 5 đến 6 ngày sau, thậm chí là 7 ngày sau thì chúng ta sẽ ngừa bệnh ở xương mai cho nó bằng những cái loại thuốc đặc trị bên xương mai. Mình ví dụ như Cariotop hoặc là cái thằng Isurang của tập đoàn Lộc Trời, hoặc là cái thằng Map Hero nha các bạn. Tùy các bạn lựa chọn và sử dụng thuốc nào mà các bạn thấy hay thôi. Ở đây thì mình sử dụng cái thằng Cariotop với Aliot thôi. Mình thay phiên mình ngừa bệnh định kỳ cho nó. Và thằng Isurang cũng như là cái thằng Map Hero. Thì các bạn chỉ việc luân phiên tất cả những cái loại thuốc mà mình vừa kể trên để các bạn phun xịt cho nó. Nghe các bạn, hoặc là các bạn có thể phun xịt kết hợp giữa Isurang kết hợp với cái thằng Casumin luôn nghe các bạn, hoặc là cái thằng Map Hero, chúng ta có thể cộng thêm một ít cái thằng Casumin vào cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng độc nhất một loại thuốc để chúng ta phun xịt ngừa bệnh định kỳ thường xuyên cho nó thôi. Đối với cái mùa mưa này, cái sương mai của nó rất là nhiều luôn, thì tối đa cách 6 ngày thì chúng ta sẽ ngừa bệnh cho nó một lần nha các bạn. Cách từ 5 đến 6 ngày thì chúng ta sẽ ngừa bệnh cho nó một lần. Và khi nó chuẩn bị có trái đậu bông và cho trái thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa những cái vàng lá gốc cho nó nghe các bạn. Chúng ta sử dụng kéo và cắt bỏ cái vàng lá gốc của nó đi cho nó thông thoáng nghe các bạn. Để mình dễ hái trái thôi. Với nó giảm cái lượng bệnh, những cái lá bệnh nó lây lên cái tầng trên. Thì ngày hôm nay thì mình cũng đang tỉa lá cho cái dưa leo của mình. Mình tỉa nó cũng được một mớ rồi. Mình tỉa cũng chưa có xong nữa các bạn. Đấy, chỉ như thế thôi, dưa leo nó cũng dễ làm thôi, chứ nó cũng có khó. Quan trọng nhất là mình giữ cho cái dây dưa của mình ít nhiễm bệnh và nó xanh tốt thì nó đậu trái cho trái mới tốt được. Chứ cái dây dưa leo của chúng ta bị cằn cỗi, bị vàng thì nó sẽ cho trái không có được tốt. Và đặc biệt như các bạn đang thấy đây nè, ví dụ như ở dưới gốc của các bạn có những cái nhánh chèo con mà nó xì ra nó rất là mỏng, rất là nhỏ như thế này nè, thì các bạn nên bấm ngọn cho nó luôn đi thì nó sẽ đậu trái tốt hơn. Ở đây mình có bấm ngọn như các bạn thấy nè, cái dây đây là cái gốc của nó nè, cái gốc dưa leo nè, nó và nó ra một cái nhánh chèo con nè, và trên cái nhánh chèo con này nó lại xì ra tiếp một cái nhánh chèo con nữa nhỏ hơn, và cái ngọn này thì nó cũng sẽ cho trái và nó bò không có, cái ngọn của nó rất là nhỏ, cái đọt nó rất là nhỏ, nó rất là tông. Vì vậy khi mà nó ra được cái đầu bông như thế này thì chúng ta sẽ bấm bỏ cái ngọn nó đi để nó giúp nó đậu cái trái này tốt hơn. Ở đây thì mình có bấm bỏ rồi nghe các bạn, như cái nhánh này cũng vậy. Nó cũng xuất phát ra từ cái thân cái nhánh chèo con của nó nè. Thì mình cũng bấm bỏ đi. Ngày hôm nay thì mình cũng đang tỉa lá cho bớt cho cái dưa leo của mình nha các bạn. Đối với dưa leo vào cái mùa mưa này các bạn nên ngừa bệnh định kỳ cho nó. 5 đến 6 ngày chúng ta phun ngừa bệnh sương mai cho nó một lần. Đa số mùa mưa này nó chỉ sương mai thôi. Chúng ta phun ngừa bệnh sương mai cho nó một lần. Và nó bị thối trái xì bông gòn. Thì chúng ta chỉ việc sử dụng những cái thuốc trị sương mai đó để chúng ta phun xịt cho nó thôi. Nghe các bạn. Và khi mà cái dưa leo nó được 10 ngày tuổi như thế thì chúng ta phun cái cử ngừa bệnh Aliot cho nó đầu tiên. Đến cái cử thứ hai chúng ta có thể sử dụng thằng Cariotop hoặc là cái thằng Isurang hoặc là cái thằng Map Hero để chúng ta phun ngừa bệnh sương mai cho nó nghe các bạn. Để chúng ta ngừa bệnh sương mai cho nó. Và cứ cách 5 đến 6 ngày chúng ta ngừa bệnh cho nó một lần. Và riêng cái phân mà chúng ta rải thuốc trái cho nó tùy các bạn thôi. Các bạn có thể sử dụng cái dòng phân NPK để các bạn rải thuốc trái cho nó. Ví dụ như 3 số 18, 3 số 16, hoặc là 20, 20, 15, hoặc là 30, 10, 10. Nghe các bạn. Ví dụ như ở đây mình thì mình cái cử đầu tiên mình rải thuốc trái cho nó là cái thằng 20, 20, 15. Thì tới khi nó đậu trái tốt rồi thì mình sẽ rải cho nó bằng cái thằng 30, 10, 10. Nó nhẹ tiền hơn xíu. 20, 20, 15 thì nó mắc quá. Mình đây thì mình lót những cái đợt rải mỏng sau thì mình sử dụng 30 10 10 để mình rải nó thôi. Hoặc là 16 16 8 thôi. Các bạn nhớ tỉa lá cho nó nghe các bạn, nếu như các bạn có thời gian á, chúng ta đi tỉa lá cho nó. Tỉa cái lá tận gốc nó bỏ đi.
cho nó thông thoáng để chúng ta dễ hái trái. Với nó đỡ nhiễm bệnh lây lên cái tầng trên nha các bạn, để cho nó đỡ nhiễm bệnh lây lên cái tầng trên. Ở đây thì mình có tỉa lá trống chân cho nó rồi. Thì này nó cũng đang chuẩn bị đậu trái nha các bạn. Thì mình cũng đã có thu hoạch nó được một số trái rồi, nó cũng đang đậu thôi. Đấy, mình tỉa lá chân cho nó thông thoáng như thế này nha các bạn. Mình tỉa cái lá chân của nó thông thoáng như thế này. Và nếu như cái dưa leo của chúng ta mà chúng ta đã lót phân cho nó rồi, và dưa leo của chúng ta nó cằn mà nó không được tốt, thì các bạn hãy nên có thể xịt dưỡng cho nó bằng cái thằng Atunit nha các bạn. Chúng ta xịt dưỡng cái thằng Atunit cho nó là được rồi. Ở đây thì mình chỉ xịt dưỡng cho nó bằng cái thằng Atunit thôi, chứ mình cũng không có dưỡng cái thuốc gì nó đắt tiền hay là nó... nó xịn gì đâu. Và cứ định kỳ thôi các bạn. Riêng ở giai đoạn hái trái thì cách 6 đến 7 ngày thì chúng ta rải phân mỏng cho nó một lần, rải phân mỏng thôi. Một công như thế chúng ta rải, khi mà chúng ta rải phân thúc trái cho nó xong, chúng ta thu hoạch được 4 đến 5 ngày sau, thậm chí là 6, 7 ngày sau, thì chúng ta rải phân mỏng lại cho nó thêm một lần nữa hoặc là tưới. Ở đây thì mình rải phân mỏng nha các bạn. Ở đây mình sử dụng phần một bao mà 30, 10, 10, 25 kg như thế, mình rải cho nó được khoảng được một công nha các bạn, được một công. Tại vì cái lúc mà mình rải lót thuốc trái cho nó, mình đã rải đậm nó rồi. Về sau thì mình rải nó mỏng thôi. Và một bao 25 kg thì mình rải được khoảng một công. Mình rải mỏng thêm phân cho nó để nó giúp nó đậu trái tốt hơn. Ở cái giai đoạn mà vừa hái trái thu hoạch nha các bạn. Dạng dưa này của mình nói chung nó cũng được, nó cũng không có tốt lắm, mà giờ nó cũng bệnh nhiều quá các bạn ơi. Từ ngày trồng tới giờ mình mới có xịt một cử ngừa bệnh sương mai đầu tiên à. Hôm nay nó cũng 30 ngày, 33 ngày rồi. Mình mới có ngừa nó được cử bệnh sương mai đầu tiên à. Mình vừa xịt xong là ông trời ông mưa. Đối với bệnh sương mai thì các bạn có thể chịu khó chúng ta xịt vào buổi chiều nha các bạn. Chúng ta đừng có xịt vào cái buổi sáng, đặc biệt là cái dưa leo của chúng ta đang ở cái giai đoạn mà đậu bông cho trái như thế này nè. Mà chúng ta xịt cái bệnh sương mai, có một số cái loại thuốc mà nó nóng á, chúng ta xịt á, nó sẽ hư cái bông, cái hoa của chúng ta hết. Nó nóng cây. Đa số mình xịt sương mai mình xịt vào buổi chiều thôi. Xịt sâu của mình cũng xịt vào buổi chiều nha các bạn. Lúc mà cái cây dưa leo của chúng ta đang có bông cho trái á, chúng ta đừng có nên xịt cái bệnh sương mai nó vào cái cũng như là sâu vào cái buổi sáng nha các bạn. Thuốc nó nóng nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái hoa dưa leo của chúng ta, thậm chí là nó sẽ rụng, gây rụng hoa rất là nhiều luôn. Bạn nào mà xịt xong để ý, các bạn xịt xong mà chiều lại á, qua ngày hôm sau mà các bạn thấy cái hoa nó rụng nhiều á, có thể là do nó ảnh hưởng bởi cái thuốc nó nóng nó gây rụng hoa nha các bạn. Và cái đó là cái video mình góp ý cho bạn Dũng Nguyễn ngày hôm nay thôi. Bạn để ý một số cái chi tiết đó, xịt bệnh cố gắng xịt vào và sắp xếp, chúng ta sắp xếp thời gian chúng ta xịt vào cái buổi chiều, khi mà trời nó khoảng 3-4 giờ chiều trời nó nắng dịu lại rồi đó, thì chúng ta có thể tiến hành xịt sâu cũng thế. Và chỉ việc luân phiên các loại thuốc sau để xịt thôi, quan trọng nhất là cái hồi nhỏ vừa mới mà chúng ta ra được cái cây dưa leo của chúng ta vừa mà vừa trồng cái cây dưa leo của chúng ta ra được đó, từ 8 đến 10 ngày đó, thì cái cử ngừa bệnh đầu tiên chúng ta nên sử dụng cái thằng Aliot để phun ngừa bệnh cho nó nha các bạn. Ở đây thì mình xài cái thằng Aliot quen rồi, và mình thấy là mình sử dụng cái thằng Aliot mình phun ngừa như thế đó. Cái thằng Aliot nó mát, nó không có làm trụng ngọn cái cây con của mình, nó không gây ảnh hưởng cho cái cây con của mình, cho nên mình thường hay mình xài nó rất là nhiều luôn. Mình xài cái thằng Aliot cho nó, và mình thấy cái ngừa bệnh của nó rất là tốt luôn, ở cái ngừa bệnh lở cù rễ nha các bạn. Và cái đất của các bạn mà cái cây dây dưa đó, nó bị vàng á, đa số cái đất chỗ đó nó bị trũng thôi, nó bị ứ nước, cái dây dưa của chúng ta mới bị vàng thôi. Và sau khi mà chúng ta trồng nó ra được khoảng 5 đến 6 ngày đến 7 ngày thì những cái cử phân đi tưới đầu tiên cho nó, các bạn chỉ việc sử dụng cái thằng DB để chúng ta tưới thôi, hoặc là chúng ta cộng một ít cái thằng rút kích rễ nha các bạn. Cộng vào cái thằng rút kích rễ để chúng ta tưới cho nó thôi. Phân rút kích rễ á, cộng chung DAP, chúng ta tưới cho nó những cái cử đầu tiên. Và sau đó khi mà nó được khoảng 15 đến 20 ngày tuổi thì chúng ta sẽ tiến hành rải phân thúc trái cho nó luôn. Để cho nó cái cây nó tốt, nó phát rồi nó cái
chúng ta có thể rải cái phân thúc trái cho nó luôn, và chúng ta có thể tưới cho nó khoảng là 3 cử phân DAP như thế, và đến ngày nó được 15 ngày tuổi, đến 20 ngày tuổi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rải phân thúc trái cho nó luôn, và có thể chọn cái dòng phân 20-20-15 để rải cái cử đầu tiên, và những cái cử sau thì các bạn có thể sử dụng những cái dòng phân cây ly nó thấp thôi, khoảng 30-10 là cũng xài được rồi, hoặc là 16-16-8 là chúng ta có thể xài, chúng ta rải cho nó được rồi nghe các bạn, 16-16-16-8. Thì mình cũng đã nói hết rồi đó. Còn riêng về cái con sâu của dưa leo này nè, mình khuyên các bạn nên tránh những cái dòng thuốc nhũ dầu đi. Đừng bao giờ nên xịt cái dưa leo này bằng những cái dòng thuốc nhũ dầu. Ở đây mình xài cái thằng Radian. Radian thì nó rất là mắc tiền, nhưng mà nó phun xịt á, cái cây dưa leo của chúng ta nó không có bị nóng hay gây ảnh hưởng gì cho cái dây dưa leo của chúng ta hết. Nó không có bị nóng cái dưa leo của chúng ta nghe các bạn. Nó không có bị nóng dây dưa. Ở đây thì mình cũng đang tỉa lá cho nó. Mình đang tỉa một số lá cho nó. Nó cũng đang bệnh, nhiễm bệnh rất là nhiều luôn. Mình mới vừa xịt ngừa bệnh cho nó cái cử đầu tiên đây. Nay nó ba mấy ngày rồi mình mới ngừa cái bệnh sương mai đầu tiên cho nó thôi. Hôm ra mình mắc ba cái mình cắt ba cái cải thì mình bán, mình lo hoa ba cái hoa của mình, mình không có chăm sóc gì nhiều cho nó nữa. Cái dưa leo này chúng ta làm mà không khéo là nó rất là dễ bị sương mai nghe các bạn. Các bạn cứ định kỳ đi, từ 5 đến 6 ngày chúng ta ngừa bệnh sương mai cho nó một lần. Đối với cái mùa mưa nghe các bạn, đối với cái mùa mưa mà sương nhiều á, sáng ra mà chúng ta thấy sương nhiều á, là đa số nó sương mai, bị sương mai rất là nhiều luôn. Cái video này hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cái cách tỉa lá cho nó thôi. Thì chúng ta cũng đơn giản thôi các bạn, chúng ta chỉ việc tỉa những cái lá chân thôi. Những cái lá chân nào nó vàng, nó bị vàng, nó bị bệnh, chúng ta tỉa bỏ đi. Lên khoảng 3 đến 4 tấc nghe các bạn, 3 đến 4 tấc. Chúng ta sẽ bỏ như thế này nè các bạn. Đấy, chúng ta sẽ ngắt bỏ những cái lá vàng đi. Những cái lá chân của nó nè, sâu bệnh rồi nè. Chúng ta ngắt bỏ những cái lá chân này đi. Ngắt cho nó thông thoáng ra, 3 đến 4 tấc. Thậm chí là 5 tấc nếu như cái dàn dưa của chúng ta cao. Chúng ta tỉa bỏ bớt nó đi, cho nó thông thoáng ra. Như mình đang ngắt bỏ nó nè các bạn. Như mình đây mình đang ngắt bỏ nó nè. Đấy. Nó không có gây ảnh hưởng gì cho cái dưa cho chúng ta đâu nghe các bạn. Chúng ta bỏ bớt lá nó ra. Nó không có cái dinh dưỡng này nó nuôi mấy cái lá này còn nhiều hơn nó nuôi trái nữa. Với chúng ta rất là khó thấy đường mà chúng ta hái trái luôn nha các bạn. Mình tỉa bỏ nó đi. Không có sao hết đâu. Đây mình tỉa nó cũng được gần nửa rồi. Chưa tỉa nó chưa xong nữa. Làm dưa leo này chủ yếu là tiết chế tiền vốn thôi. Chúng ta làm không khéo nó dưa leo nó rớt giá là quỳ vốn tới lỗ, nó không có lời đâu. Chúng ta đầu tư nó bài bản quá mà nó dưa leo nó rớt giá là thua. Cái video này mình xin kết thúc tại đây luôn nha các bạn. Giờ mình cũng tiến hành tỉa lá cho nó. Để mà nó chưa có rộ, mình mới vừa hái được có một vài trái gốc của nó thôi, nó cũng chưa có rộ các bạn. Đây thì mình ngắt những cái lá bự, mấy cái lá nào bự mình bỏ ra. Còn mình không có giữ. Đây mình có treo mấy trái dưa hấu chơi nè các bạn. Trồng mấy trái dưa hấu ăn ở nhà ăn. Đang có trái. Trái thấy ghét không? Đây nè. Thôi xin chào các bạn luôn nha. Video này mình chỉ nói về cái cách tỉa lá thôi, cũng như là đi phân xịt thuốc cho nó thôi. Chủ yếu là dưa leo là chúng ta cố gắng ngừa bệnh tốt cái bệnh sương mai nha các bạn. Các bạn có thể luân phiên các loại thuốc để chúng ta ngừa cho nó. Luân phiên khoảng 3 loại thuốc, có thể là Aliot luân phiên với cái Map Hero với Isuran, hoặc là Aliot luân phiên với cái thằng Cariotop với Isuran, tùy các bạn thôi.
bạn nào thấy loại thuốc nào hay đó các bạn sử dụng thôi. Ở đây mình không có khuyến cáo các bạn phải xịt đúng cái thuốc như mà mình chỉ nha các bạn. Các bạn tự lựa chọn, có thể tự lựa chọn, mình thấy thuốc nào hay thì mình xài thôi. Còn mấy bạn nào mà mới tập lần đầu thì mấy bạn không biết thì các bạn chỉ việc sử dụng cái thằng Isuran, Cariotop, Halios hoặc là thằng Mapero để các bạn phun xịt cho nó thôi. Sau này các bạn tự tìm tòi những cái loại thuốc hay hơn để các bạn phun xịt cho nó. Ở đây thì mình chỉ xài những cái loại thuốc thông thường như thế thôi. Có bạn hỏi có nhiều cái loại thuốc nó cũ quá rồi kêu chỉ mình những cái loại thuốc mới. Thực sự thì mình cũng không có tìm những cái loại thuốc mới để mình xịt nha các bạn. Mình cũng xịt những cái loại thuốc cũ như thế thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái khâu ngừa bệnh định kỳ. Chứ các bạn mà không có ngừa bệnh định kỳ, các bạn bỏ nó khoảng mười mấy ngày đến mười mấy, 15, 16 ngày hay 10 ngày trở lên các bạn mới phun ngừa nó một lần thì đương nhiên nó sẽ nhiễm bệnh thôi. Nếu như các bạn mà ngừa bệnh định kỳ từ 5 đến 6 ngày mà các bạn ngừa bệnh định kỳ cho nó thì cái mật độ bệnh của nó rất là thấp luôn. Nó nhiễm bệnh rất là thấp luôn nha các bạn. Ở đây mình có cái khúc mà mình mấy thằng này mình cả tháng nay mình mới ngừa bệnh xương mai cho nó đầu tiên. Cử đầu tiên. Hôm nay nó cả 33 ngày rồi. Mình mới có ngừa bệnh cho nó. Nó cũng bệnh nhiều lắm nha các bạn. Quan trọng nhất là cái giai đoạn chúng ta hái trái thôi. Nếu như cái dây dưa của chúng ta đang giai đoạn hái trái mà các bạn thấy nó vàng lá, cái cây nó không sung không tốt á, thì các bạn nên tưới DAP thêm cho nó, giúp cái cây nó xanh lên. Cái cây nó xanh tốt lên thì nó mới đậu trái tốt nha các bạn. Chứ cái cây mà nó vàng mà nó còi cọc á, thì cái cây đó nó không có cho được nhiều trái đâu nghe các bạn. Ví dụ như các bạn đi phân 20-20-15 mà các bạn không thấy nó phát, không thấy nó tốt á, thì các bạn có thể á, là tưới cho nó cái thằng DAP thêm 1 cử, 2 cử hoặc là 3 cử giúp cho cái cây nó xanh lên nghe các bạn. Hoặc là các bạn có thể cộng chung DAP với cái thằng 30-10-10 để các bạn tưới, hoặc là DAP cộng chung với 20-20-15 thuộc cái dòng phân dễ tan để chúng ta tưới cho nó nghe các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây luôn nghe các bạn. Chào tất cả các bạn nha.